Harry và các bạn sẽ cùng thưởng thức 20 vị snack đang có ở trên bàn này. Thì ở đây có những vị snack rất là quen thuộc, ví dụ như snack cua này. Harry rất thích ăn cái này luôn vì nhìn nó giống con cua. Đây là snack phô mai nè, còn có cả oyster nè. Này là snack tôm ăn nó cay cay rất là ngon. Và có những vị snack mà Harry chưa bao giờ thử. Cái gì đây? Đây là snack gà cây. Không biết có nó có vị gà không ha. Nhìn nó có in hình con gà phía trước nè. Cái này là gì đây? Đi xem. Cái này là snack wasabi. Bình thường thì Harry không có ăn được mù tạt. Không biết là mua cái bịch snack này về ăn nó có giống mù tạt không ha. Ơi gì đây? Cái này là snack tteokbokki cay ngọt. Không biết ăn nó có vị giống tteokbokki không ha. Nhìn thật là hấp dẫn quá đi. Harry nghĩ là chắc những cái gói snack Hàn Quốc này nó sẽ chất lượng hơn những gói snack Việt Nam á. Công nó nặng tay mà mua giá nó cũng đắt hơn nữa. Bây giờ thì Harry sẽ thử gói snack mà Harry thấy thú vị nhất, snack cua. Harry bóc ra xem. Wow, sao cái bịch nó bự mà ở trong snack có xíu xíu à. Ăn thử rồi. Ngon quá, đúng là snack tuổi thơ. Chắc hẳn các bạn ai xem video này cũng đã từng thưởng thức một trong những loại snack này rồi đúng không? Nó quen thuộc quá mà. Cho snack cua, nó chỉ có hình giống con cua thôi mà nó không có vị cua gì cả. Ôi, để Henry thử sang vị khác nha. Henry sẽ snack bắp. Hôm qua mở ra một cái là mùi bắp bay ngào ngạt luôn. Cái này nó có hình giống bẩm ngô nè. Nhưng mà nó cũng ngon. Nó thơm lừng vị bơ luôn. Tôi thấy ngon nhưng mà cũng ngon bình thường. Thế thì hãy thử qua loại khác. Đây thì sẽ thử snack phô mai. Đây đi thử xem. Ngon bằng bắp. Thôi thử thêm miếng nữa. Ngon quá thêm miếng nữa. Thôi thử oyster. À được rồi nè. Nhưng mà người ta cắt mỏng dính giống như là cắt những lát khoai tây mỏng rồi chiên lên á. Ngon, rất là ngon. Ngon hơn hẳn so với ba vị này luôn. Cái này 8 điểm. Còn cái này không, cái này nó ngon lắm. Cái này cho 6 điểm. Snack bắp cũng cho 6 điểm luôn tại vì nó rất là thơm mùi bắp. Cái này tuy nó có hình con cua mà nó đâu có vị cua đâu. Harry cho nó 4 điểm thôi. Harry hồi nhỏ thì Harry thích ăn lắm nhưng mà bây giờ Harry không còn thích nữa. Bây giờ Harry thể thử qua vị khác. Còn một cái oyster này. Cái này là oyster vị muối. Harry ăn xem nó có mặn như muối không. Ui da, nó lách mất cái bao phía trước rồi. Cái này có vị khoai tây hơn là cái bịch này nè. Nó rõ ràng vị khoai tây hơn. Đúng là snack vị muối thôi. Nó mặn mặn. Hầu hết các vị snack của Austin Harry thấy là ngon. Bây giờ Harry nghĩ là Harry sẽ thử một bịch snack của Hàn Quốc.
thêm wasabi hay gà cay ta, hay tteokbokki ta, thử tteokbokki đi. Cái này sẽ thử snack tteokbokki xem nó có vị tteokbokki hay không. Nó giống như luchi quá, đâu nó không có ngon gì ta. Cái này là tteokbokki cay ngọt, mà tôi thấy nó ngọt chứ nó không có cay gì cả. Thôi thì sẽ cho cái này 7 điểm thôi. Không ngon bằng Oyster, Oyster vẫn ngon. Ngày 7 điểm thôi. Bây giờ tôi sẽ thử một bịch snack cay nhất trong tất cả snack ở đây. Snack tôm, tôm cay của Việt Nam. Không biết nó có ngon hơn cái bịch snack của Hàn Quốc không ha. Thử luôn, đá luôn một bịch này để so sánh. Khi mà Harry bóc ra thì cái này nó nồng mùi ớt sọc lên mũi luôn. Cái này thì chắc là cây vừa nên Harry không cảm nhận được vị ớt. Tôi ăn thử này xem. Với mùi vị thì Harry thấy hai cái này nó y chang luôn, nhưng mà cái này đúng là cay hơn, thì khi ăn vào thì nó có cay một chút ở đầu lưỡi, cái này thì không cay gì cả. Hơi thích ăn cay hơn, hơi sẽ thích cái này hơn. Cái này cho này 8 điểm, con này 7 điểm. Không biết các bạn nhỏ có ăn được cay không ha. Hai vị ngày mà các bạn nhỏ thích vị nào hơn, các bạn hãy comment phía dưới cho Harry biết nha. Harry sẽ thử cái gì đây, snack mực lăn muối ớt của Poka. Harry sẽ thử xem. Nó khá là thơm mùi mực và nó còn có một ít là mùi ớt cay nữa. Nó sọc lên mũi Harry, thấy khá là hấp dẫn. Harry thử xem. Sau cái này thì nách mực nó không có vị mực. Cái này thì cái cua nó không có vị cua luôn. Thôi Harry không thích cái này lắm. Nó rất ghi lật. Thì nách mực lăn nó không có mực lăn gì cả. Tham ăn nữa. Cua ăn bị hết. Còn nhiều quá ta. Snack tuna, một trong những loại snack mà Harry cực kỳ thích từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Bình thường thì Harry thích ăn vị phô mai cái gói màu vàng vàng á. Hôm nay Harry ăn thử gói màu đỏ xem. Harry thử xem. Vị ớt rồi nó cay, nó màu đỏ nó cay hơn màu vàng hay sao á. Ớt mà Harry ăn có màu vàng, Harry thấy em nó hơn mùi phô mai. Hơn cắm nó là 8 điểm. Bây giờ ăn cái gì nữa ta. Nãy giờ thử snack của Việt Nam nhiều quá rồi, 2 giờ thử snack của Hàn Quốc nha. Harry sẽ thử mùi vị wasabi, xem nó có sọc mùi wasabi lên không. Ăn thì nó có một xíu xíu gì đó mùi mù tạt. Harry thật sự không thích. Harry không thích mùi mù tạt. Harry có là lạnh. Đối với Harry, Harry là 5 điểm rồi. Không ăn nữa. 5 điểm rồi. Hai bịch snack Hàn Quốc đây Harry sẽ để ăn cuối cùng ha. Đầu tiên là Harry sẽ thử snack khoai tây của Sweet. Hai vị khác nhau. Một vị là vị gà, còn cái này là vị gì ta? Bistec. Ê, vị bò á, một cái gà cái bò. Harry thử bắt lần hai gói đây, Harry so sánh ha. Đây là vị gà. Nó cũng có một xíu xíu của đó vị gà. Cái này vị gà, có rõ ràng vị gà luôn. Thứ này là hình ảnh không mang tính chất minh họa nè. Chơi thử vị biscuit xem sao. Cái này thì nó không rõ vị gà giống như bịch này. Cái này là bò nó không rõ mùi gì cả. Thôi cái này thì Harry cho 7 điểm rưỡi. Ngon gần bằng Oyster.
hai vị snack cuối cùng của Hàn Quốc. Ây da, cảm thấy nặng tay quá này, không biết ăn mùi vị có ngon không ha. Cái này là gà cay, đi thử xem in có in hình con gà nào, không biết nó có vị gà không ha. Là những snack của Việt Nam Heidi mua có 5.000 một gói thôi. Cái này Heidi mua có 30.000. Nhưng mà Heidi thấy là nó không thực sự ngon lắm. Nó còn không ngon bằng Osta của Việt Nam nữa nè. Nhưng mà nó vẫn ngon hơn Tteokbokki và Wasabi. Heidi chấm 7 điểm này. Còn bây giờ là vị chỉ còn một gói cuối cùng thôi để Heidi hy vọng. Chứ không biết là thử nó ngon không ha. Tròn thiệt nè. Cái này rất là ngon. Ngon lắm. Nó có vị thơm thơm, béo béo. Nhăn ngón tay của Heidi rồi. Ăn hổ hồ. Thì thấy là nó khá là ngon á. Các bạn nên thử vị này. Trong 4 loại snack Hàn Quốc mà Heidi mua thì Heidi thích cái này nhất. Không biết trong 20 vị snack này các bạn thích vị nào nhất ha. Nếu mà các bạn thích ăn vị nào nhất hoặc là các bạn hay ăn gói nào đó thì các bạn hãy comment phía dưới cho Heidi biết nha. Nãy giờ Heidi ăn Mary toát mồ hôi luôn nè. Nào quá. Không biết giờ nhỏ Sina đang làm gì ha. Sáng nay nó đi chơi với chú Julian rồi. Heidi nghĩ là Heidi sẽ chừa luôn một vài gói để dành cho nó ha. Thì bây giờ Heidi sẽ ăn hết sạch xanh xanh hai gói mà Heidi thích nhất này đã. Bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Các bạn nhớ các bạn có ý tưởng nào thì các bạn hãy comment phía dưới, Heidi sẽ tiếp tục ra những video mới ha. Còn bây giờ thì xin chào. Heidi đi ăn đây. Heidi quên, Heidi phải dọn đống này đã, không thôi mẹ Heidi đánh Heidi mất.